Nếu bạn đang muốn tìm một bộ skin cực chất lượng, hãy tìm ngay ở phần mô tả và bình luận. Và đặc biệt á, là có hỗ trợ trả góp nha. Link shop á, mình ghim dưới phần bình luận để phục vụ cho tất cả anh em nha. Hey yo, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình dùng si béo đây. Thì cái bách 1 chính xác á, là cái bách 1 của cuộc hành trình chinh phục top đa cấp Việt Nam của mình á. Thì mình đã leo lên được cái top miền rồi. Và ngày hôm nay mình đã chính thức quay trở lại để có thể ăn hại hơn xưa. Tiếp nối cái bách 1 bằng cái bách 2 đấy. Thì mình sẽ bắt được với con số đó chính là 7.953 điểm đa cấp. Thì mình chỉ còn cách cái top Việt Nam là 573 điểm nữa thôi. Thì không biết là ngày hôm nay mình sẽ lên voi hay xuống đáy xã hội sống với Đạt Vali á. Thì mời anh em cùng đón xem với mình nha. Nhưng mà đầu tiên thì anh em hãy cho mình xin một like nè, một đăng ký kênh và một lượt comment để cho mình có động lực to lớn mình làm những cái video hay sao nha anh em ơi. Còn bây giờ á thì chúng ta đến ngay với game đầu tiên thôi nào. Ở game đầu tiên này thì team mình có top Việt Nam Anate nè, Winner Bủ Mình nè, top tỉnh Vera và cục top miền của mình nha. Và cái trận đấu này á thì mình win nha, nhưng mà do là đồng đội của mình tỏ sáng quá cho nên mình không có nhiều highlight, cho nên mình bỏ qua để đỡ mất thời gian của anh em nha anh em ơi. Số điểm này của mình được cộng thêm 99 điểm trong cái trận đấu này. Sau cái trận đấu đầu tiên thì mình chỉ còn cách cái top Việt Nam là 474 điểm mà thôi. Ở game thứ hai thì mình có top Việt Nam Omega với Ryuma và cục top miền của mình. Ở game thứ hai á thì mình cũng không đăng nha anh em à. Nó mình vẫn win, mình vẫn được cộng 92 điểm Nagarok luôn. Nhưng mà mình vẫn không đăng tại vì team bạn nó khá là mờ nhạt nó, cho nên không có gì hấp dẫn cả. Thế nên là mình xin được phép là bỏ qua trận đấu này nha. Hẹn anh em ở trận đấu thứ ba nè. Game thứ ba thì team mình có top Việt Nam Lâm Bú và top miền Nam Nagarok của mình anh em à. Đầu game sau khi mà mình ăn xong dùm rừng á thì mình di chuyển thẳng xuống đường xa để mà phụ cái thằng Yuka team mình đi canh mời. Ở đây ta chỉ tìm bạn tốc biến anh em mà, nhưng mà làm sao mà chạy được khi mà 2-1 con trộm cũng tàn phế mà tôi. Ôi trời ơi, trời hên quá anh em ơi, tưởng rằng đâu đi bắn chuối cái pha này rồi đây mà. Sau khi mà mình đã dây hồi máu á thì mình phóng sẵn xuống đường rồng để đi phụ thằng ID team mình, nhưng mà cái là ID team mình đã bị 3-4 thành viên thì bạn bay vô đập túi bụi anh em ơi, và nó đành phải đi bắn muối rồi. Mình quyết định là bay vô bắt vị trí của thằng mid team bạn xong á thì tiếp theo đó là cái thí sinh nằm xuống chắc chắn là cái thằng dây team bạn, chứ còn ai vào đây. SB team bạn giờ còn tí máu thôi, nhưng mình nghĩ là bắt vào vị trí của A đây team nó là ngon hơn, nhưng đó là mình nghĩ thôi anh em mà, còn sự thật là nó không như thế. Thôi không sao, thằng Yuka team mình nó cũng đã đớp luôn hai thành viên bạn là quá thơm chứ còn gì nữa. Ngay sau khi mà mình đã hồi sinh á thì mình ra mình ăn con blue của mình xong á thì mình cũng tiện tay đớp luôn cái con rồng ánh sáng này em ơi. Ở đây không có rừng team bạn thì chắc chắn một điều là con rồng này thuộc về mình chứ còn ai vào đây. Thời gian vừa chạm phút thứ tư thì một lần nữa là mình di chuyển xuống đường rồng để mà đi ganh AD team bạn, thì pha này đã bị kết liễu bởi cái thằng Joker bến tre team mình rồi. Lui về đi bé ơi, lâu reo bật ngay đàn phát xét, nó múa chưa kịp múa luôn là ta đã phải là bạn đi sâu rồi. Tiếp theo đó thì chắc chắn một điều là SB team bạn cũng không phải là ngoại lệ, double kill dành cho mình trong cái tình huống này. Lúc này thì ta chi team bạn nó lao lên, nhưng mà rất tiếc cho em là quá trễ rồi em ơi. Ngay lập tức thì mình ăn xong vô rừng á thì mình đã hồi một lượng máu nhất định và đã đủ sức bình xin để mà di chuyển xuất được xa tiếp tục đi ganh cái thằng ta chi tim bạn. Ta chi tim bạn pha này chạy đi đâu em ơi? Ok, thì sau khi mà cái thằng ta chi tim bạn nó đã lên dĩa rồi thì mình sẽ lấy luôn cái trụ đầu tiên ở đường xa nha. Nhưng mà ngược lại thì tim bạn nó cũng đã đớp luôn cái trụ đầu tiên ở đường rồng tim mình rồi. Rồi mình phóng thẳng ra đường mid nhằm mục đích tên là đi đẩy lính cao lên, đang định lấy luôn cái trụ mid tim bạn á, nhưng mà cái thằng dây tim bạn nó đã kịp thời ra đép rồi. Không sao, ở đây có thằng mid tim bạn á, nghe nói chú hết ulti rồi thì chú tới nãy chú với tôi chứ còn gì nữa. Đớp một kill tiếp tới đó dành cho mình. Đến phút thứ sáu á thì mình di chuyển lên đường rồng lấy luôn cái trụ đầu tiên ở cái đường rồng team bạn xong á thì mình cùng với các thằng Joker bến tre team mình sẽ đớp luôn cái con rồng ánh sáng này, lấy lợi thế cho team, cái lợi thế tiếp tới đó dành cho team mình. Nhưng mà đường dưới thì cái thằng gian team bạn nó cũng không phải là dạng dừa, nó cũng đã lấy luôn cái con Caesar bóng kính rồi em ơi. Thôi không sao, nói chung đồng địch mà có qua có lại mới tội lòng nhau đúng không ấy. Ở đây thì cái thằng mid team bạn một lần nữa là không múa được chứ còn gì nữa em ơi, nhưng đó là mình nghĩ thế thôi. Mid team bạn bật ngày phát xét nó múa quá ghê gớm đi, và pha này mình xem tí nữa đã bị nó ao ngay rồi em ơi. Nhưng đáng tiếc cho team bạn là ở đây team mình nó bu quá đông đi, thế nên là team bạn không thể nào mà có thể chống chọi được. Và chắc chắn rồi Violet team bạn chạy về sao được em ơi, khi mà team mình nó bu quá đông ở đây nè mà. Đấy, một pha combat quá hay đến từ team của mình, và mình á cũng tranh thủ cái thời cơ này mình cùng với cả team mình là sẽ lấy luôn những cái vàng trụ ngoài của team bạn cái đi rồi tính gì tính nha. Anh em chơi cái liên vương mua bè này á, anh em chỉ cần lấy những vàng trụ ngoài của team bạn là tầm 70% là anh em đã win á. Ừ, nói câu chuyện ai cũng biết anh em ơi. Thôi 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 em về
nha. Trời ơi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nên thấy không? Cái lượng đam của mình á là mình vừa ulti xương xương thôi là cái thằng lau ré tim bạn nó cũng đã bị mình hất nửa cây máu rồi em ơi. Ok, tiếp tục á là mình cùng với cả đồng đội của mình á là đẩy lính thật là cao lên, cũng như á là mình tìm cơ hội đó để có thể lấy nốt những cái dàn trụ ngoài các bạn. À đi các bạn, tâm này chạy đâu, trời ơi đi còn một tí máu em ơi. Thôi và em về nha đấy. Nói chung á thì AD tiếp bạn thì cái pha này nó cũng khá là may mắn nè mà đó, nhưng mà không sao, mình tiếp tục là lui về đẩy lính cao lên cũng như là hồi máu xương xương á thì mình bay vô mình lấy những dàn trụ ngoài cái tiếp bạn tiếp tôi đây mà. Rồi tới nãy mày con ơi, ta chi chạy nhưng chạy vào nồi em mà cái bạn thần đánh dành cho mình và cái thằng Yuka team mình nó cũng đã lấy luôn cái trụ thứ hai cái đường mid team bạn nha. Đến phút thứ 11 của cái trận đấu này á thì mình cùng với cả team mình là tiếp tục là ép lên team bạn ở cái đường giữa mới đó. Mình với cái phương châm đó chính là chiêu hai cấu rỉa xong chiêu một lưu về để mời nó chơi như thế thì team bạn nó mới cây nè mà. Ở gì ghê nhận gì đâu hả đây. Mày tới nãy mày còn đội solo kỹ năng à, không có tuổi nha em ơi. Ok thì sau khi mà cái thằng team bạn nó ra lên dĩa rồi thì cái thằng Yuka team mình nó bay vô đơm luôn cái thằng ai thì bạn cũng như ôi tụi tôi phần này về nha. Nó nói chung là mình cảm thấy được á là cái thằng Laurie team bạn nó muốn quá ghê gớm đi cho nên pha này mình không thể nào ép lên team bạn được, mình bay vô rất may mắn là cái pha này mình nổ chí mạng và được kết liễu luôn cái mạng cái thằng ta chi tìm bạn rồi. Laurel tìm bạn cũng như là SBT bạn nó còn một tí máu thôi, thế nên là mình còn tranh thủ cái thời cơ này mình lấy luôn cái trụ siêu cấp đầu tiên ở cái đường xây xa tìm bạn nha. Sau đó là mình lui về để có thể mà ăn ngay cái con xây xa bóng tối này để cường quá đợt lính cho team để cho team mình có thể lên ép thật là cao nha em ơi. Khoảng tầm một phút sau đó thì mình cùng với cả đồng đội của mình là rủ rắc đường mít tại mình thấy được là đợt lính mình đang cao nên mời thì bất ngờ dây tim bạn đã bị xích lại với cái thằng Aletter tim mình nó đã phải lên dễ pha này rồi. Và sau pha này mình đã hết máu thế nên là mình tạm lưu nhẹ một nhịp và team mình nó cũng tan quang từ đây khi mà team mình combat qua hữu đi nè mời. Và pha này mình đành phải lưu nhẹ một nhịp cũng như là đẩy lính thật là cao lên để cho team bạn nó không thể nào mà có thể lấy được những cái dàn trụ ngoài của team mình cả đi rồi tính gì tính nhà nó mé. Team mình nó combat vậy là quá hữu anh em ơi, như thế là chết tôi mình ấy ơi. Trời mày leo mày tới cái củ kẹo mày con ơi. Tôi lấy được cái bàn chấm dứt của cái thằng Laurel là quá ngon để mà ấy. Khoảng tầm 30 giây sau đó thì đồng đội của mình á nó cũng đã hồi sinh ra hết rồi cho nên mình mới đủ cái tự tin để mình có thể qua cái combo đó. Team bạn bất ngờ thấy đường rừng team bạn ở đây cùng với đó là SB team bạn nó đang bắt giữ trên của mình. Khá là may mắn là mình đã được giải thoát bởi cái thằng Aletter team mình mời, nhưng mà ở đây thì cái thằng Giang team bạn nó chạy làm sao được khi mà cái thằng Yuka team mình mua quá gây gớm đi và nó đã phải là bạn đi số pha này mà tôi. Tiếp theo đó thì AD team bạn cũng đã bị kích liễu bởi cái thằng Yuka team mình. Aletter team mình quá hay xích vị trí của thằng Laurel team bạn nhưng mà mình không đủ tầm để thể đâm nó. Mình quyết định là mình bay vô hất tung hai thành viên team bạn và đây là dấu chấm hết team bạn chứ còn gì nữa em ơi. Quét sạch team bạn rồi thì cái trận đấu này sẽ thuộc về team mình mà thôi. Và trận đấu này á để giúp cho số điểm này cái đó của mình được cộng thêm 124 điểm nữa và cây đây mình sẽ để tay đây cho anh em xem nha. Đã vẽ cổ bốn top Việt Nam anh em à. Sau game thứ ba thì số điểm này cái đó của mình đã lên được 8268 điểm và chỉ còn cách cái top Việt Nam là 294 điểm nữa thôi. May mắn nó lại đến với mình khi mà game thứ tư là mình gặp Win và thế là trận này đã thuộc về team mình và mình cũng đã cố gắng đạt được cái VP để mà có thể giành được 126 điểm này cả tróc. Do là mình gặp Win thế nên là cho dù có thắng mình cũng đâu có ai, thế nên là mình xin được phép bỏ qua cái trận đấu này nha. Sau game thứ tư thì mình chỉ còn cách cái top Việt Nam 150 điểm nữa này mà. Đến với game thứ năm thì team mình chỉ có cái top tỉnh của cái thằng Triệu Dân với cả cái top miền của mình thôi. Đầu game sau khi đã ăn sâu trong rừng á thì mình di chuyển sang cái con bùa đỏ team bạn đang định gọi là đơ bùa đỏ team bạn thì bất ngờ thấy được cái thằng Ngộ Khỉ ở đây đi mơi. Và thế á là chắc chắn một điều Ngộ Khỉ chạy đi đâu em ơi. Rất may mắn là cái mạng chiến công đầu dành cho mình trong cái tình huống này. Ngay lập tức cái thì mình khởi động ngay cái con rồng ánh sáng để ăn ngay để cho team mình nó được cường quá lên em mà. Để ăn cho ta team bạn nó xuất hiện định gọi là ăn ké xương xương em ơi. Nhưng mà làm sao ăn được khi mà trên trong tay mình anh em đang có cái trừng trị thì nó làm sao mà ăn được em ơi. Đấy, ăn được nhưng mà ăn bằng niềm tin đấy mà. Đây nói sao đây mà, dù cả béo pha này thì nó ảo man Lazada và đành phải lên bàn điểm số mà thôi. Đến gần phút thứ ba thì mình cùng với cả hai cái thằng đồng đội của mình á là đơm cái thằng trâu sình này tại vì nó di chuyển khá là ngu anh em à. Mình cũng đang định á là đớp luôn cái con xe xa bóng kính này nhưng mà ngặt cái là thấy cái thằng sờ cút đang bị bao vây bởi hai thành viên vẹn mình bay dùng bủa vây nó nhưng mà không thành công. Rồi sờ cút team mình đã phải lên bàn điểm số pha này nhưng mà nó cũng đã lấy luôn cái mặt cái thằng Ngộ Kỹ rồi em ơi. Sẽ nêu team bạn định chạy nhưng mà chạy vào đội pha này và cái thằng Gia Ta team bạn nó cũng bay lên nó cất cánh nó không lấy được thành viên nào của team mình cả nhưng mà ngặt cái là
là cái pha này mình ngu quá. Đáng lý ra là cái pha này á mình nên chạy chứ không nên quay lại định out ngay lượt thằng Yuka team bạn, và thế là mình định phải trả giá cho sự ngáo đá của mình. Khoảng tầm một phút sau đó thì mình tiếp tục di chuyển xuống đường đầu để mà đi gank, thấy cái thằng Triệu Dân team bạn nó bỏ cái đầu cái thằng Joker bánh tre team bạn. Joker team bạn đã phải là bạn điểm số pha này rồi, và cái pha này gia ta team bạn nó bay lên cất cánh, nó bay quá ghê gớm đi. Mình định bắt giùm cái con đó nhưng không thành công, bởi vì đây đã có sự xuất hiện của cái thằng ngộ kỹ team bạn, và thế là không thể nào mà có thể đơm được team bạn trong cái tình huống này nè mới. Thế nên là mình đợi đặc lính mình cao lên, cũng như á là lính team mình tràn vô tới nhà của team bạn á, thì mình bay vô, mình bắt vào đó chính là vị trí của cái thằng gia ta team bạn, chứ còn ai đây ăn chuối đi mẹ ơi. Ok, một mạng tiếp theo đó dành cho mình trong cái trận đấu này. Rồi mình cùng rủ đồng đội của mình là ăn ngay cái con rồng ánh sáng để nói chung là cường quá cho team mình này mãi, lấy một cái lợi thế cho team nhất định em ơi. Rồi mình túc tẹp á là di chuyển đường giữa để có thể mà lấy luôn cái trụ đi giữa team bạn. Tầm này ngộ khí team bạn nó tuổi đéo gì mà nó bay vô nó đơm ba thằng mình ấy mà. Lấy được cái trụ mid của team bạn vô cùng dễ dàng trong cái tình huống này. Đến gần phút thứ 6 thì cái thằng sờ trứng team mình á nó di chuyển khá là cao, thế nên á là mình bay vô mình hỗ trợ nó em ơi. Nhưng mà ở đây thì cái thằng Chanel team bạn nó đô ulti nó xuống, nó hỗ trợ team bạn nhưng mà không thành công, bởi vì đây cái thằng Garrison team mình cái lượng đam quá ghê gớm đi. Bất ngờ thằng mid team bạn nó lao ra nó bay các cái điệu, nó lấy luôn cái mà cái thằng sờ cúng team bạn rồi, và Yuka team bạn nó cũng đã đớp luôn cái mà cái thằng Garrison team mình rồi em ơi. Trời ơi mấy trâu sình Yuka team bạn nó đánh cũng khá là gắt lên em ạ. Thế nên là cái pha này mình nên lui về em ơi, những đó là người ta nói thế thôi, chứ tôi thì khác. Tôi núp bụi và tôi chỉ cho anh em một cái mẹo nào là những cái pha như thế này á anh em đừng có ra sớm, anh em đợi cho nó chết các kiểu rồi điểu đi, rồi anh em hãy ra đơm nó sau này mà hết chiều đúng không. Đây tới cái cụ rồi băng xương rồi, nó chết ba đâu từ tôi băng xương rồi mới ghê đấy, ghê đấy anh chui đấy mày. Trời ơi không biết là chết hay không, câu trả lời là có rồi. Khá may mắn là cái pha này mình có thể mà đơm được thằng Yuka team bạn, nói chung là nó cũng có một tí võ công đó mà. Đến phút thứ 8 thì mình rủ đồng đội của mình di chuyển từ mid để có thể ép lại team bạn. Triệu Dân team mình nó vỗ cho cái đầu của thằng Joker bánh tre. Joker bánh tre đã phải là bạn điểm số rồi, và tranh thủ cái thời cơ này là team mình cũng sẽ lấy luôn cái trụ thứ hai cái mid team bạn nha. Không biết là có thể lấy luôn được cái trụ siêu cấp đầu tiên được hay không. Nếu lấy được cái trụ này là quá thơm đi còn gì nữa. Câu trả lời là có rồi, và ở đây team bạn nó cũng phản công ra. Gia ta team bạn nó bay lên nhưng không lấy thành công được cái bạn của ai cả. Yuka team bạn nó cũng lấy luôn cái mạng của thằng mid team mình rồi, nhưng mình cũng phải trả giá cho cái sự ngáo đá của nó. Và sau cái pha này chắc có lẽ là mình sẽ lui về để mà có thể khởi động ngay cái con Sasha bóng kính này để cường quá đợt lính cho team, và chuẩn bị á là ép lên team bạn chứ còn gì nữa. Với cái lợi thế lính đang có thì team mình cũng dễ dàng lấy được hai cái trụ vàng ngoài của đường rồng team bạn anh em ạ. Và dường như là mình cảm thấy được là team bạn hình như đang hoàng anh em ơi. Đấy như cái pha này nè, đây mình đẩy lính cỡ gì đó, mình đẩy trụ cỡ gì đó, vậy đó mà team bạn nó cũng không có ai ra đép cả anh em ơi. Và đường trên thì cái thằng AD team mình nó cũng đã đớp luôn cái trụ cuối cùng. Và bây giờ team bạn chính thức chỉ còn cái núm mèo mà thôi. Và chắc có lẽ đây là dấu chấm hết cho bạn chứ còn gì nữa. Quyết định là mình bay vô mình mở giao tranh, mình đớp các kiểu đồ điệu nhưng không trúng cái thằng trâu sình nào cả. Không sao, AD team mình nó vẫn còn sống, nó vẫn còn bắn. Bắn đi AD ơi, đéo bắn được rồi. Và team bạn bây giờ cái trụ chính của team bạn chỉ còn 199 máu, vậy mà không có thể nào kết liễu luôn cái trận đấu này nữa mời. Quá đau đớn đi. Thôi thì không sao, nói chung thì thua cái này là bài keo khác anh em mà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là đẩy lính thật là cao lên và chuẩn bị là ăn con rồng ánh sáng. Bất ngờ trời ơi, mình bị hai cái thằng đấu xanh này núp bụi cho tơi cơ, và nó hấp diêm mình luôn rồi. Trong lúc mà mình đang lên bình thường ngắm gà thổ thân thì team mình nó cũng đã ăn luôn cái con rồng ánh sáng rồi. Nhưng mà bù lại thì đường dưới thì team bạn nó cũng không phải dặn dưa, nó cũng đã đớp luôn cái con rồng bóng kính rồi đêm ơi. Và đó là nước đi đúng đắn cho team bạn để mà có thể đép được lính của mình. Nhưng mà ở đây thì thằng ngộ kỹ team bạn một lần nữa đó là di chuyển lẻ và nó đã phải là bạn điểm số rồi. Senny team bạn đang cố gắng câu kéo để có thể mà cứu thằng ngộ kỹ, nhưng đó là sai lầm của nó và nó cũng phải trả giá cho sự ngáo đá của nó anh em ơi. Chính thức thì bây giờ team bạn bây giờ chỉ còn mỗi 3 thành viên thôi, 3 đánh 5 thì công trộm thì tàn phế chứ còn gì nữa. AD team bạn đã bỏ mạng tại nơi đây, và cái thằng Yuka team bạn thì làm sao có thể chống chọi lại được với team mình. Và kết thúc bằng một cái quét sạch cho team bạn anh em ơi. Ok thì nói chung á là cái trận đấu này đã thuộc về mình rồi. Trận này á để giúp cho số điểm này của mình được cộng thêm đột chậm nó được có 39 điểm nha anh em. Đánh hai cỡ đó được có 39 điểm thôi cũng sao, nói chung thì cũng bẻ cổ được 4 cái top Việt Nam là ok rồi. Sau game thứ 5 thì số điểm này của mình đã lên được 8.433 điểm anh em ạ.
Ở game thứ 6 thì mình thua nha anh em ơi. Thì nói chung là đánh gà thì thua thôi. Nhưng mà rất may mắn là mình được MVP 7, thế nên là mình cũng bị trừ có 10 điểm thôi. Và rồi em lại tiếp tục em thua ở game thứ 7 nè mà. Nói chung thì em ngu, em chịu, em xin lỗi mọi người. Và em lại bị trừ 89 điểm Ragnarok. Sau 2 ván mà em đánh ngu, em thua vừa rồi thì bị trừ 99 điểm. Vậy là hiện tại em chỉ còn 8.334 điểm thôi. Và em còn cách cái top Việt Nam là 210 điểm nha. Ở game thứ 8 thì team mình có top bảng xếp hạng Omen nè, hai cái top Việt Nam Telnat với lại Zena, và hai cái top miền của mình với cái thằng Rayta nha. Đầu game á thì em có hơi ngu, em có dốt, em chạy thẳng qua bên cái cầu đỏ tìm bạn nha. Mục đích á là chỉ là muốn là đi phá phụ rừng tìm bạn thôi. Ai ngờ đâu bị AD với lại SB tìm bạn hiểu nhầm, và thế là nó tiễn lên mình hờ cấm gà tổ thân luôn em ạ. Sau khi mà mình đã hồi sinh á thì mình đã chính thức lên được level 4 rồi và bắt đầu đi gank ở cái đường dưới. Nhưng ngặt cái là cái thằng Zena thì mình đã hết máu rồi cho đành phải tự tử mà thôi. Ở đây yeah, fit tìm bạn còn tí máu thôi thì chạy đi đâu em ơi. Zena team mình nó kêu mình á là để lính để gì đâu, nhưng mà để vào bụng tôi mà. Nói chung là bừng cùng nó sinh ra đạo tặc cho nên thông cảm nha Zena ơi. Đợt lính sau đi ông ạ. Ok, bây giờ mình sẽ chắc có lẽ là sẽ ăn luôn cái con xa bóng kính này nữa ơi, tại vì cái thằng rừng tìm bạn á ở dưới nó cũng là đớp luôn cái con rồng ánh sáng rồi, cho nên thôi nói chung có qua có lại mới tội lòng nhau đúng không. Đến phút thứ 3 thì mình di chuyển trên đường mid, cái thằng Zena team mình nó đang đối kháng với cả cái thằng Yuka team bạn. Yuka team bạn trốn quá trời trốn rồi, nhưng mà cái pha này mình không thể nào lấy được cái mặt của thằng Yuka, và thế là mình cũng đành phải là bạn điểm số pha này mà thôi. Cái bà nội nhà nó team bạn nó bù quá đâu anh em à. Sau là hồi sinh thứ 2 á thì mình tiếp tục di chuyển xuất được xa để mà đi gank, tại mình thấy được là cái thằng Fit cũng như là cái thằng Yuka team bạn cùng tiến vào. Thôi tới trái rồi ghê nha ha, bằng xương đâu nữa, thôi bò mà ra nó mới. Ờ mà thôi không sao, nói chung thì kết thúc được cái mạng của nó thì mình cũng đã giữ được cái combo lâu. Ở đằng giữa thấy cái thằng mid team mình nó cũng lấy thành công cái trụ mid team bạn là ngon rồi. Sau khi hồi sinh thì mình vẫn tiếp tục là thấy cái thằng Fit team bạn nó xung bậc khí nó dần ở đây, nhưng mà bù lại thì nó vẫn lấy thành công cái mạng của thằng Omen team mình nó mới. Ôi không sao, nói chung thì lấy được cái mạng chấm dứt là ngon rồi. Tiếp tục là tích cực quay tay để có bóng giận mai nó tới qua bên cái combo xanh team mình thì trời ơi. Ai dạy bé cướp gì bé châu na ơi, trời ơi. Cướp đâu nữa mẹ, nóng được chứ. Lũ đạn phan mè. 30 giây sau đó thì mình di chuyển xuất đường xa thì rất chi là dễ dàng lấy được cái trụ ở cái đường xa team bạn. Tiếp theo đó thì mình rủ đồng đội của mình là đớp luôn cái con xa bóng tối này, cường quá rồi cho team nha. Rồi nói chung thì cũng đẩy lính thật là cao lên để cho team mình có thể lính ép cao, để cho team mình nó dễ ép lên team bạn hơn em ơi. Đang ăn cái con bùa đỏ thì thấy được cái bóng dáng của cái thằng Yuka béo team bạn trong bụi, và thế là mình rủ hai cái thằng đồng đội của mình bay vô đớp chiếc cụ đi còn gì nữa. Nhưng không ngờ một điều quá ghê gớm, đi nó quay lại đâm hai thành viên team blue mà. Mẹ cái pha này không biết là do nó hay hay là do mình dở nên em ơi. Trong lúc á mà mình với cả cái thằng Teo Anna team mình lên mình hờ á thì team bạn nó cũng đã tranh thủ thời cơ này, nó lấy luôn những cái dàn trụ ngoài của team mình rồi. Và ngay bây giờ á mình chỉ có con đường duy nhất đó chính là đẩy lẻ Long Thần Trưởng mà thôi, chứ tầm này thì team mình chắc cú một điều là không thể nào chơi lại team bạn đâu em ơi. Rồi mình di chuyển lên đường trên để cùng với cả cái thằng Teo Anna team mình á lấy luôn cái trụ ở cái đường này team bạn. Nhưng ngặt cái là xuất hiện cái Yuka team bạn nè má. Nó bay vô đơm AD mình quá nóng, mình bay vô hỗ trợ để mình lấy thành công cái mạng của thằng Yuka team bạn rồi. Và cũng như là cái trụ đầu tiên cái đường rộng team bạn đã bị team mình bứng lên nơi bơi. Tôi về nha, đang định ăn con rồng ánh sáng á, nhưng ngặn cái là thấy người fit cho nên rén quá này mà hay quá trời ơi. Zena team mình nó đã bu liếm thành công cái con bùa lộng cái con rồng bóng kính của team bạn rồi. Đến gần phút thứ 11 của cái trận đấu này thì mình cùng với cả những người đồng chí đồng xâm của mình này di chuyển rừng mid để có thể mà lấy luôn cái trụ thứ hai cái đường mid team bạn này mới lấy rất chi là dễ dàng luôn, khi mà team bạn đây không có ai để đép cả. Trời ơi, Yuka team bạn chưa làm gì cả là anh ta đã phải lùi bước về phía sau rồi. Fit team bạn cũng không phải là ngoại lệ, và đây là cơ hội để cho mình lấy cái trụ siêu cấp đầu tiên cái đường giữa team bạn em ơi. Lấy thành công xong á thì mình bay vô đẹp chết cụ của thằng này, nhưng mà không được rồi em ơi. Team mình á nó cũng tan quay từ đây khi mà team mình đã thất thế hơn team bạn rất chi là nhiều. Về đi Human ơi, tầm này không về là team bạn nó ảo quánh cho ai chĩa đấy. Thôi rồi sao bò mà này. Tới nãy mà Yuka ơi, rồi về nha, nó hết máu rồi bơi à. Đây nói sao đây mà, chạy đi đâu chứ trời khỏi nắng quá thơm chứ còn gì nữa. Vậy là thế trận hai bên nó vẫn gọi là 1-1 ở đây mà nãy, vẫn bằng nhau đi mây. Thì bây giờ á mình sẽ tranh thủ thời cơ này, mình sẽ đớp luôn cái con rồng ánh sáng này nữa mà. Nhưng mà đang đớp á thì tiền bạn nó ra định gọi là ăn cái xương xương của mình. Rất may mắn á là cái pha này cái thằng Zena team mình nó đã giữ thành công, nếu không á là cái pha này mình bị team mình chửi sắp cái mặt luôn đi mây. Rồi đang đẩy lính mít thì thấy được á là cái thằng Zena team bạn bị trói lại cái thằng Ome team mình lấy thành công
công cái mạng của nó xong á thì mình sẽ, chắc lẽ là mình sẽ bỏ nha nè mây. Mình sẽ lui về để có thể mà ăn cái câu bình luận của mình cho nó chắc ăn các kèo nha. Nhưng mà đang ăn thì thấy được là team bạn với cả team mình đang có một pha giao tranh dữ dằn không bằng dữ dịch ở cái đường xe xa nè mây. Thấy được thì Yuka đây, mình bắt giùm cái của nó lấy thành công cái mạng nó xong á thì mình cũng lui về trong cái tình huống này nha. Sau khi lui về hồi máu thì mình đã đủ một lượng máu nhất định và chuẩn bị là đơm team bạn, nhưng ngặt cái là mình nhảy vô hố cực rồi nè mà, và thế là mình đã bị hai cái thằng trâu sừng team bạn nó hấp diêm tập thể trong cái bụi này. Về đi team ơi, tầm này chơi không lại team bạn đâu, nó quánh cho ai chĩa từng thằng bây giờ đó. Mình đang định chat là lui về đi bê hơi nhưng ngặt cái là đang bị cấm chat nè mày. Nói chung là cái bỏ hổ của tôi thì đôi khi nó cũng có một cái bất lợi nè mày. Thì team bạn á nó cũng đã nhờ cái lợi thế này á thì nó cũng đã ép lên team mình vô cùng là dữ dằn không bằng dữ dịch. Tại vì nói chung á thì team bạn tầm này nó cũng quá chi là xanh xao rồi, cho nên cái việc bây giờ của mình á là chỉ là đi đép lính thôi. Đến phút thứ 16 của cái trận đấu này thì mình cùng với cả team mình á là đẩy cao lính lên để cho team bạn nó khó ép lên team mình hơn này mà. Đấy, tầm này thì team mình á nó đang mất lợi thế hơn team bạn rất chi là nhiều. Nhưng mà cái pha này thằng Gina team mình đã kết liễu thành công cái mạng của cái thằng Tu Le team bạn, thì đây là cơ hội để cho mình có thể đơm luôn cái con xe xa bóng kính này nó hơi rộng, cái con tà thần xe xa này mà lấy thành công cái con tà thần xe xa xong á thì mình cũng quay lại đơm team bạn luôn chứ còn gì nữa. Chơi đi team ơi. Mà chắc có lẽ là mình không chơi được đâu này mà, tại vì nó thiệt em luôn là tuy á mà lấy được cái con xe xa bóng tối á nhưng mà vẫn chưa có thể mà đơm team bạn được trong cái tình huống này. Mình lao vô thấy được cái Jeffit bắt vô đó chứ là trên của mình, nhưng đây là một cái sai lầm của nó này mà. Và đây là cái cơ hội để cho mình nói chung là lui về hồi máu thôi, chứ tầm này sao ép lên team bạn được đúng không em ơi. Nhưng mà team mình thì nó cũng quá xuất sắc đi, nó lấy cái trụ siêu cấp ở cái đường xe xa của team bạn là ngon rồi. 30 giây sau đó với lợi thế lính, sau khi ăn được cái con xe xa này á thì team mình đã quyết định là ép luôn cái trụ siêu cấp cuối cùng này em ơi, lấy thành công cái mạng của thằng Tu Le team bạn. Tiếp trên đó là bao trụ team bạn đi chứ còn gì nữa. Thôi ulti nữa, ăn chuối đi mày ơi. Yuka team bạn đang núp bụi nữa mà, nó định ulti mình. Rất may mắn là mình đã thoát chết trong cái tình huống này và mình quay lại mình đơm team bạn chứ còn gì nữa. Bắt vào đó chính là vị trí của thằng SB team bạn chứ còn ai đây, nhưng mà mình đã bị kết liễu bởi cái thằng AD team bạn rồi, và đó chỉ là cái giáp hộ mệnh mà thôi. Do AD team bạn đỡ đi cứu, đỡ làm sao được anh em ơi. Và trận này đã giúp cho số điểm nakrat của mình được cộng thêm 134 điểm nữa, và cây đây của trận đấu này mình sẽ để tay đây cho anh em xem nha. Sau trận thứ 8 thì số điểm nakrat của mình đã lên được 8468 điểm và chỉ còn cách cái top Việt Nam là 50 điểm nữa mà thôi. Đến với game thứ 9 thì team mình sao thấy nó hơi quằn anh em ạ. Tại vì team mình chỉ có mỗi top miền của mình với cả cái top tỉnh của cái thằng Airy. Ở đầu game á, sau khi đã ăn xong dục rừng á thì mình di chuyển sức rừng đồng để mà đi canh, thì trời ơi mấy team bạn má nó bị kéo lại bởi cái thằng Grat và nó đành phải là bạn điểm số fan này. Tiếp đó AD team bạn cũng tốc biến đi rồi, nếu không là mày bò mà mỹ tao đấy. Đến gần phút thứ 3 thì mình đã ăn cái cô blue thì xuất hiện cái thằng mid team bạn định bay vô định farm phụ mình vậy nè mà. Hey, nhưng mà tao không cần, mày lui về giùm tao cái này. Còn nếu mà mày ở lại ha thì tao chạy thôi đó. Mặt đó là người ta nổi tệ tôi, chứ nếu nó lại nó đâm cầu lưu của mình thì đâm chích cụ đi chứ còn gì nữa em ơi. Trời ơi múa cũng ghê đó, cũng có võ công đó, nhưng ủa đột nhậm nó trời, cái thằng mít team mình nó đớp luôn cầm lưu của mình rồi anh em. Sau khi về hồi mana thì mình tiếp tục là di chuyển xuống cái đường đồng để mà đi ganh phụ đồng đội của mình, tại vì team bạn nó ép quá ghê gớm đi. Mình câu đệ được cái ulti của thằng đường team bạn là ngon rồi. Ở đây AD team bạn còn với đó là cái thằng mít team bạn còn tí máu thôi, quyết định là mình bay vô mình bắt giữ đó chính là vị trí của AD team bạn chứ còn gì nữa. Mình băng xương mình ao nhanh thằng mít team bạn. Tiếp đến đó là mình quay lại mình chém nhẹ một cái lấy thành công cái mạng của thằng mít team bạn xong á là mình định đớp luôn cái thằng mít team bạn nhưng mà không thành công rồi. Và sau cái pha này thì không biết là thằng Ari thì mình có thể chạy về được hay không. Câu trả lời là có rồi em ơi. Hồi sinh xong á thì mình phóng thẳng xuống đường xe xa để mà có thể ăn luôn cái con xe xa bóng kính này để lấy lợi thế đợt lĩnh cho team. Và đang định qua bên cái con bùa đỏ team bạn cướp luôn á. Nhưng mà ngặt cái là đây có một đường team bạn, không biết là nó còn có trinh trị không. Câu trả lời là có rồi, và thế là cái pha này mình đành phải lui nhẹ một nhịp mà thôi, quá chi đáng tiếc luôn á. Lui về để có thể ăn một vòng rừng bùa đỏ team mình đang ăn, thấy được mít team bạn cũng tiến máu thôi. Thì đây là lúc cho mình sử dụng biệt tài bủ liếm xương xương này. Trời ơi tóc biến đâu nữa, khỏi tóc biến đi em yêu ơi, tao quánh mày tóc váy luôn này con ạ. Ok thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ cùng cái thằng Phoenix team mình khởi động ngay cái con rồng ánh sáng để nói chung là cường quá cho team. Nhưng mà mình nghĩ là cái thằng BJ team bạn đang đây thì mình không thể nào có thể đơm được em ơi. Đấy rồi Phoenix bỏ nha. Đấy ok ra cái đường mid để mà đép em ơi, tại mình thấy được là đường team bạn nó đang hăm he
cái đường mid team mình em à. Nhưng mà cái pha này nó bay vô, nó đâm túi bụi cho Trico mình. Và cũng như là thằng Bijan lao lên lấy luôn cái trụ mid của team mình rồi. Mới cái thằng khốn nạn này nó mời thôi cũng sao. Ở đường trên thì cái thằng Iri team mình nó cũng đã đớp luôn được cái trụ ở cái đường trên team bạn. Cũng như là ở đường dưới team bạn thì cũng đã bị cái thằng Phoenix bứng nha. Khoảng tầm 1 phút sau đó thì mình cùng với những người đồng chí đồng xăm của mình ra cái đường mid để có thể mà lấy luôn cái trụ mid team bạn. Nhưng ngặt cái đã hết lính rồi. Ở đây Laurie team bạn còn tí máu thôi và nó đã là bạn điểm số với mình mà thôi. Mà thôi ôi, cái thằng Grack team mình nó ulti tốc biến quá hay đi, nhưng mà ngặt cái là mình đã hết máu rồi. Thế nên là mình không thể nào dùng cái tiệc kỹ bú liếm sơn sơn được. Nhưng mà bù lại thì thằng Iri team mình nó quá xúc xích đi, nó lấy 2-3 thành viên team bạn luôn, triple kill dành cho nó. Và đây là lúc để cho mình có thể gọi là lập công lớn đó. Đó chính là ra đường mid rồi bay vô ăn cái trụ kẹp trên đó là rừng team bạn. Thôi ôi đột nhụm nó còn tí máu thôi, nó chạy luôn rồi nó mới chiêu mình không còn kịp, cho nên thôi giờ mình ăn cái trụ thứ hai cái đường mid team bạn cho nó ăn chắc kèo nghe nè mãi. Ăn xong thì mình lui về rồi chuẩn bị là cùng với cả những người đồng đội của mình đớp luôn, đó chính là cái con rồng bốn kính này nó mới đang đớp team bạn nó ra, thế nên là mình đành phải lui nhẹ một nhịp. Ôi ôi hay quá, Grack team mình nó kéo như là một vị thần nè mãi. Và thế là cái thằng Laurie team bạn lại một lần nữa là bình thường ngắm gà tổ thân. Hồi nãy giờ mình để ý là cái thằng Grack team mình anh em nó kéo cái thằng Laurie team bạn 2-3 pha rồi nè mãi. Gặp mình là cái thằng Laurie team bạn chắc mình cây mà mình đập máy luôn á. Khoảng tầm 3 giây sau đó mình đang đi để lính thì một lần nữa là thằng Grack team mình á, nó sao mà nó biết được là cái thằng Laurie trong bụi mà nó kéo à, thế mà hú chưa nè mà. Và thế là cái thằng Laurie team bạn nó cũng đã lên bình thường ngắm gà tổ thân, nhưng mà bù lại thì Grack team mình nó cũng không phải là ngoại lệ này mà. 30 giây tiếp theo đó thì mình nhân cái cơ hội mà team bạn không có ai đây để đép lính thì mình sẽ bứng luôn cái trụ thứ hai cái đường xe xa team bạn nha. Bứng xong thì mình sẽ lùi về. Túc tiệp là mình dùng chiến thuật cũ thôi, đó chính là tới cực quay tay thì còn dần mày nó tới đang ăn Wonder team bạn nó ke mình em mà. Nhưng mà ke làm sao được khi mà mình quá chi là cơ động đúng không anh em ơi. Ở đường trên thì Ari team mình nó cũng đã lấy luôn cái trụ thứ hai cái đường rồng team bạn là ngon rồi. Và mình cũng tranh thủ cái thời cơ này mình bứng luôn cái trụ siêu cấp đầu tiên ở cái đường xe xa team bạn, sau đó thì mình lùi về. Nhưng mà ngặt cái là bây giờ team mình nó mới tận 4 thành viên, không hiểu nguyên nhân gì sao luôn mà. Và thế là team bạn nó tranh thủ cái thời cơ này nó bứng luôn cái trụ thứ hai cái đường mid team mình rồi. Ôi ôi team ơi, combat cho đàng hoàng vô, chút xíu thua là cái lờ bốt của nhục anh em à. Ấy khoảng tầm 3 giây sau đó thì mình đang rủ đồng đội của mình di chuyển cao cao xíu để có thể đép được lính, thì thấy được thằng Laurie team bạn nó ở đây, nó bật qua đại phát xén muốn quá ghê gớm đi. Và cái pha này mình đã phải lui nhẹ một nhịp tại vì mình đã hết máu rồi. Nhưng mà bù lại thì trời ơi team bạn nó dâng lên diệu bảo, và cái thằng SB team mình đã phải lên bạn điểm số rồi. AD team mình cũng không phải là ngoại lệ, và cái mid team mình rất may mắn là nó vẫn còn sống pha này nha. Trời ơi trời, sao mà team mình nó ẩu thế anh em ơi. Nói chung thì tầm này thì mình thấy hơi rén rồi, tự nhiên bị team bạn nó lật kèo trong cái tình huống này thì nói chung là cũng khá là cay cú. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể câu kéo cái trận đấu này. Nếu mời mình lao ra bắt vào chính là vị trí của cái mid team bạn. AD team bạn cũng đã phải là bạn điểm số rồi. Mid team bạn vẫn đang được mua nhưng mua đéo nổi với cái trụ của team mình rồi. Và thế là về DRA ơi, nó quánh mày bò mà mày đấy. Ok vậy là ngon rồi em ơi. Nói chung thì cũng cân bằng một cái thế trận rồi. Sau khi hồi sinh thì mình rủ đồng đội của mình là phóng thẳng xuất được xa trước team bạn một bước đi. Nhưng mà ngặt cái là ở đây mình đã bị lộ sai bởi cái thằng rừng team bạn rồi. Rừng team bạn đã bị mắc bẫy bởi mình với cả cái thằng Ari. Mình đành phải lui nhẹ một nhịp, nhưng không anh em mà, ở đây AD team bạn bị kéo lại, mình chém vào cái lấy thành công cái bạn của nó. Và mình lui nhẹ một nhịp để có thể bắt vào được chính là vị trí của mid team bạn. Mid team bạn chỉ đi đâu, Laurie team bạn cũng đã phải là bạn điểm số rồi, quét sạch 4 thành viên team bạn luôn. Và chắc chắn rồi anh em ơi, trận đấu này sẽ phải thuộc về team mình mà thôi. Khi mà team bạn chỉ còn mỗi cái thằng Bijan mà thôi thì mình quánh nó coi như là nát bi luôn anh em ạ. Trời ơi, cũng có cố gắng đó nhưng mà không đáng kể mày ơi. Ok, quét sạch team bạn rồi thì trận đấu này đã thuộc về team mình, và nó đã giúp cho số điểm là cái của mình được cộng thêm 112 điểm nữa. Cái đây mình sẽ để tay đây cho anh em xem nha. Thì nói chung là ngày hôm nay mình đã cố gắng try hard cực mạnh để mà có thể chinh phục được cái top Nakarok Việt Nam anh em à. Đấy, đã lên được top 46 Việt Nam nha. Thì nói chung là cái trận đường mà có thể mà lên được cái top 10 đấy, nằm trong cái top 10 Nakarok Việt Nam của mình thì còn khá là dài. Thế nên là rất mong anh em ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha, bằng cách là like video này cũng như là đăng ký kênh nè, và bố thí cho mình một lượt bình luận nữa nha. Ok, bye bye anh em, hẹn anh em ở clip lần sau nha.